Tino và Jennifer, xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình In Your Skin của công ty dược mỹ phẩm Forever Build More. Hồi nãy thì mình đã, sau khi commercial break thì mình đã có một vị khán giả gọi điện live vào rồi. Và bây giờ thì mình cùng trò chuyện với chị nha. Công ty dược mỹ phẩm. Hello. Dạ em đang nghe, cho em hỏi. Chị tên gì chị? Cho em hỏi cái skin này nè. Em tên là Annie. Annie, hi Annie. Dạ, câu hỏi của Annie là gì ạ? Khi mắt ở dưới nó bị bọng á. Khi mắt ở dưới nó bị giống như là mỡ á. Dạ, cách nào để cho nó trị cái bọng mắt và cái mỡ vùng mắt phải không chị? Cái thường thường như Asian của mình á, mình càng lớn tuổi đó thì cái mỡ vùng mắt của mình đó, nó nhiều hơn những loại ethnicities khác. And so cái cách tốt nhất đó là mình có thể dùng những cái loại kem mà nó có là cái tip ở vào cái end của nó đấy, để nó để massage cái vùng mắt của mình, để nó có thể chạy đều cái máu. Khi cái máu nó chạy đều đó, thì chị sẽ thấy là từ từ cái bọng mắt của chị từ từ nó sẽ tan đi, tại vì cái mắt tức là cái là genetics của mình thôi. Và nếu như mà quý vị nào mà có vấn đề về vùng thâm mắt đó, thì xài những cái supplement mà nó chuyên trị cho những cái vùng da dưới mắt như là Miracle Capsule của công ty Forever Build More, thì trong những cái chương trình sau tụi em sẽ giới thiệu nhiều hơn về những cái sản phẩm supplement này để mình có thể uống vô thêm. Nhưng mà mình có thể là thưa chị là massage nè, và cái thứ hai là mình dùng uống những cái thuốc supplement ở ngoài kia chị ha. Công ty Forever Build More cũng có một cái loại kem, nó gọi là cái eye gel á, mà cái eye gel đặc biệt là nó có cái tip để cho chị có thể pump cái serum ra. Và chị Annie, chị giúp em là dặn nhỏ cái TV của chị được không chị? Cảm ơn chị. So chị Annie, em recommend là chị có thể đến chi nhánh của tụi em trong thành phố Santa Ana để tụi em coi kỹ lại cái bọng mắt của chị, và đồng thời tụi em có thể đưa chị những cái sample, những cái bộ sample mà có thể giúp chị là chạy cái máu đều trong cái vùng mắt và đồng thời có thể trị cái bọng mắt của chị luôn. Tuy nhiên bọng mắt thì nó khó để trị trong một thời gian ngắn, nhưng mà kèm chung với lại những cái thuốc supplements chị sẽ có thể là thấy là nó có thể giảm đi được. Thì có gì chị Annie cuối tuần này chị đến công ty Forever Build More để em gửi cho chị những cái bộ sample đó nha chị. Hello Annie. Em cảm ơn chị Annie ạ. Dạ, và từ em sẽ xin cái số phone của chị thì được chị Annie, tại vì chị Annie được điện trong năm cái quý vị mà được may mắn điện vào chương trình ngày hôm nay, thì đồng thời chị Annie cũng có thể tới chi nhánh của công ty Forever Be More để nhận cái quà tặng này. Thì hồi nãy em có lưu lại cái số phone của chị Annie rồi nha chị Annie. Mà chút nữa em sẽ liên lạc với chị. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mà muốn nhận quà thưởng giống như chị Annie, quý vị có thể điện vào cái số trên màn hình là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi cho Jennifer và Tino. Và đặc biệt là như chị Annie hồi nãy đó vừa tới được nhận quà, và nếu chị thử cái nước collagen này vào cuối tuần đó thì chị Annie cũng có thể mua được cái promotion của ngày hôm nay, đó là mua một hộp Yellow Collagen, một cái sản phẩm best seller của công ty Forever Build More mà lâu nay mọi người thường thân yêu gọi là collagen vàng đó. Và được tặng một hộp collagen trị giá là 150 đồng cho một hộp này. Một hộp này thì có 8 cái chai nhỏ là như vậy. Và đặc biệt á, tại sao mà gọi là best seller? Bởi vì công ty Forever Build More là been around, có nghĩa là có ở trên thị trường đã hơn 10 năm rồi. Và khán giả rất là tin dùng cái sản phẩm collagen này, bởi vì nó là một trong những cái sản phẩm collagen đầu tiên tại Mỹ. Và càng ngày thì nó càng được cải tiến hơn, những cái thành phần, công thức cũng như là bao bì càng ngày càng đẹp mắt hơn. Thì quý vị hôm nay nhìn thấy cái chai collagen màu vàng này đó, nó được gọi là với cái công nghệ mới nhất đó, công thức mới nhất, đậm đặc nhất, đậm đặc nhất trên thị trường đó thưa quý vị. Mỗi chai như vậy là có hơn 20.000 mg collagen, thì cao nhất ở trên thị trường hiện nay là người ta chỉ có khoảng từ 5 tới 7.000 mg collagen mà thôi. Và trong mỗi con người của mình đó, thì mình cũng cần mỗi ngày đó mình cũng cần 5.000 mg collagen phải không Jenny? Thưa quý vị, cái sản phẩm nước uống collagen beauty drink á, đơn giản là nó là một cái, nó gọi là cái beauty shot.
cái sản phẩm này khi quý vị uống một tuần 2 đến 3 chai đó thì quý vị sẽ thấy là cái làn da của quý vị từ từ nó trẻ trung lại, nó khỏe mạnh và nó tươi sáng. Tại vì collagen là một cái protein mà có trong cái làn da của quý vị rồi. Collagen là trong cái móng của mình, trong da của mình, xương khớp, nguyên cơ thể của mình là bằng collagen. Nhưng mà mình càng lớn tuổi đó thì cái chất đó lại càng yếu đi. Thường thường bắt đầu 25 tuổi đó là mỗi năm cái cơ thể của mình nó bổ sung ra collagen nó giảm khoảng 1-2%, phải không? Sau 28 tuổi thì cái sự sản sinh collagen tự nhiên của cơ thể đó nó sẽ giảm dần đi. Và khi mà 60 tuổi thì nó không có sinh nữa. Bây giờ mình 25 là coi như là mình bắt đầu uống collagen rồi. Going downhill from here. Thưa quý vị, thì khi quý vị thấy cái body của mình nó không còn sản xuất collagen đều đặn nữa đó, thì đầu tiên quý vị sẽ thấy là cái da của mình nó bị sải trệ, nó không có săn chắc giống như chảy xệ. Không có săn chắc giống như hồi đó nữa. Mình có thể dễ bị những cái vết thương trên làn da, mình bị sạm màu da, mình dễ bị nám hơn. Có rất là nhiều cái skin effects trên cái làn da của mình. Thì bởi vì những quý vị nào mà biết đến collagen á, mới uống collagen đều đặn mỗi ngày. Theo khoa học đó, collagen là một trong những cái thành phần, những cái ingredient tốt nhất để cho chống lão hóa và đảo ngược lại những cái anti-aging effects trên làn da. Những cái gốc tự do là những cái mà tạo nên cái sự lão hóa cho con người ta, không những là phụ nữ không đâu, Jennifer và mọi người, mà còn là nam cũng bị nữa. Nữ nam, anybody chứ không phải nữ nam hay không, cũng bị giảm thiểu cái sự collagen sản sinh này. Bởi vì cho nên sau cái tuổi mà 25 rồi, khi mình đụng qua cái da của mình, nó không có bounce back, nó không có còn độ đàn hồi nhiều nữa. Và đặc biệt là hiện nay đó, quý vị đi Costco, mọi nơi, Amazon, mọi người đều nói về phải uống collagen. Phải uống collagen. Ở đâu cũng thấy collagen. Ở đâu cũng có collagen. Collagen dạng nước, dạng viên, dạng supplement. Bộ cũng có. Nhưng mà trong thức ăn. Yes, mọi người đều nói là mình cần phải ăn uống collagen. Và đặc biệt là những cái nước đi đầu trong công nghệ làm đẹp như I là think we have on air. Hàn Quốc. Chắc mình bấm vào nha. Hello, hi chị. Hi anh chị. Chào cô. Dạ, thưa cô. Tại vì cái một tặng một này là đặc biệt cho những người khách walk in đến cái chi nhánh mà đang mới mở ở thành phố Santa Ana đó. Để cháu xin số phone của cô và chút nữa con sẽ gửi cái địa chỉ, and then trong tuần này cô có thể đến để cô mua một tặng một được không cô? Phải tới đó mới được hả cô, chứ mình đeo gửi tới không được, shipping không được hả? Dạ, còn bây giờ con nghĩ có tôi lái xe hơn 1 tiếng nha. Oh, wow. Nếu mà cô lái xe hơn 1 tiếng thì tụi con phải tính tiền shipping cô. Nhưng mà để con xin số phone của cô em chút nữa, có gì con liên lạc để con coi cái tiền shipping. Tại vì một bộ vậy đó cô, tiền shipping là 8 đồng. Nhưng mà nếu mà cô mua trên cái bộ 5 bộ đó thì tụi con có thể để có gì con liên lạc cho cô trước đi. Nếu mà được con có thể đến thân con giao cho cô luôn. Dạ, nếu như mà cô đặt một câu hỏi nào đó trong ngày hôm nay á, thì mình được tặng quà, thì cô tới cô pick up cái quà, cô thử nước uống collagen, cô cũng có thể mua được tại tiệm luôn. Thì nếu mà cô muốn như vậy. Nếu mà cô ở xa thì để con giúp tìm cách nào để cởi cho cô nha. Nhưng mà cô giúp con đặt. Tôi mua 2 lọ thì sao? Để dạ, để con điện cho cô, để con tìm cách nào tốt nhất để cởi hàng qua cho cô. Nhưng mà đồng thời cô có những cái câu hỏi gì về sản phẩm này, hoặc là về công ty không cô? Hay là về chăm sóc làn da? Dạ, tôi thì hồi trước tôi cũng uống collagen hay lắm của cô Ngọc Nhi nè. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Mẹ của Jennifer. Dạ. Giờ thấy vậy thì tôi muốn order 2 bộ luôn. Dạ, để chú có lợi tặng cho cái gì để mà thử cái gì đó hồi nãy thấy quảng cáo đó không? Dạ có, thì nếu mà cô đặt cho tụi con một cái câu hỏi đó, hoặc là cô có thể chia sẻ với lại khán giả cô xài nước uống collagen, cô thấy cái mùi vị nó ra sao, tại sao cô tiếp tục cô dùng đó, để tụi con có thể share với khán giả tại sao cái collagen của Forever Be More khác những loại collagen khác. Con sẽ gửi cho cô thêm cái quà tặng, là trong đó nó có là những sản phẩm để săn sóc làn da của cô, trị giá 50 đồng nha cô. Dạ. Tôi thì tôi uống collagen cũng nhiều lắm rồi đó, của cô Ngọc Nhi á. Thấy da nó đẹp lắm cô. Dạ.
Dạ, con cái cảm này nó còn đội em đi chú ơi. Như đây thấy khỏe mà da đẹp lắm. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Cô tên gì cô? Dạ, tên Kim Nguyễn. Con cảm ơn cô Kim rất nhiều. Cảm ơn cô Kim Nguyễn. Dạ, Tino. Dạ, và Tino, và con xin thưa cô, và chút nữa con sẽ điện lại cho cô để đặt hàng cho cô, và đồng thời con, con sẽ tìm cách nào để gửi những cái hàng qua cho cô tốt nhất nha. Con cảm ơn cô Kim. Dạ, với lại vợ cho tôi hỏi thêm cái mộng mắt. Hỏi cho mộng mắt nữa cô. Có mộng mắt nữa thì có cái... Dạ. Quần thâm y cái mộng mắt đó. Dạ. Thưa cô Kim, cô có thể lấy cái số phone của công ty xuống được không? Và cô có thể nhắn vô cái số phone của công ty được không cô? Cái số phone công ty là 415. Dạ, chờ chút cô Kim. Dạ. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có bất cứ câu hỏi gì mà hiện giờ điện vào là 415. Dạ, 415 819. 415 819 1497. 415-819-1497. Dạ, thưa cô dạ, Kim nhắn vô đó giùm con, em chút nữa con điện lại cho cô Kim nhé. Dạ, rồi gọi lại số phone đó để thích gì vụ bọc mắt đó hả cô? Dạ, đúng rồi cô. Con cảm ơn cô nhiều, một khán giả rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, cảm ơn những tình cảm của quý vị khán giả dành cho công ty qua bấy lâu nay. Và Tino và Jennifer sẽ trở lại với quý vị sau phần thông mình tin. Còn 3 phần quà nữa nha quý vị. Xin quý vị nhớ theo dõi chương trình và nhớ điện vào để Jennifer và Tino bắt phone lên. I'll see you in a bit.